Thì mong muốn của anh Bé đến với chương trình của Thành Nguyên thì anh mong muốn tìm người phụ nữ như thế nào nào? Dạ thì đúng ra em cũng có coi chương trình anh với anh Tuấn Vĩ nhiều. Dạ. Chương trình bên anh Vĩ thì em có mến một người đó là cô Út. Cô Út ở Mỹ Long á. Cô Dạ. Út mà trồng sầu riêng á. À. Anh biết người đó không? Dạ dạ. Biết luôn ha. Dạ biết. Thì em cũng có mến cổ mà lúc trước anh Vĩ bằng mai cho cái em vào gà trống gì đó. Dạ. Cái ông nội này không biết làm sao mà cũng chứng chứng làm sao giờ kết với bà Khe Mì ở bên bên America là bên Mỹ á. Mời anh ngồi đây. Chắc là anh phải ngồi ra sau cho em tí ha. Ngồi Rồi, lại dễ. đúng rồi, mình lùi lại Thì ha. ok Đúng, chưa? đúng rồi, đúng rồi. Rồi, à, đây là cái micro. Một là anh cầm lấy tay, hai là anh cài vào áo giùm em ha. Vâng, lời đầu tiên thì Thành Nguyên mến chào anh đã đến với kênh của Thành Nguyên Kết Nối Yêu Thương. Dạ. Anh cầm cái mic bỏ dưới này giùm em. Dạ. Đó, đúng rồi, để nghe cho rõ, cao cao lên tí ha. Đó. Trước tiên thì anh cho em hay nào, anh đến từ đâu và anh đi cùng với ai? Dạ em xin chào chương trình và xin kính thưa anh Nguyên và xin chào cộng đồng mạng tất cả anh chị em trên cộng đồng. Thì em tên Đoàn Văn Be, Đoàn đến Văn Bê ạ. Đoàn Văn Be đến từ Tiền Giang. Em năm nay 44 tuổi. 44 tuổi là anh sinh Dạ. năm 77 77. 77. Dạ. Rồi ngày hôm nay anh Bê đi mình hay là đi ai? Dạ em đi có mình anh Nguyên. Đi mình ha. Từ Dạ. Tiền Giang đi qua Cần Thơ là mất khoảng 3 tiếng anh. 3 tiếng rưỡi chạy chậm tại đường lạ, mình chưa có quen rồi nhét tay. Vậy là anh mấy giờ bắt đầu xuất phát đi? 6 rưỡi vậy. 6 rưỡi sáng. Dạ. Rồi tới đây là tầm khoảng 10 giờ. Dạ. 9 giờ hay 10 giờ? Gần 10 giờ. Ok thì bây giờ sao thấy trong người sao, có hồi hộp có lo lắng gì Không cũng bình thường anh không? Nguyên. Bình thường ha. Vậy thì anh em mình bắt đầu trò chuyện ha. Dạ. Anh cũng đã có đọc cái bản cam kết của Thành Nguyên, cũng Đúng như đúng. là khi anh tới đây là anh đã có cái giấy test cũng như là cái giấy chứng nhận đã trích Dạ. vaccine. Thì Thành Nguyên cũng nói trên đây luôn là các cô chú các anh chị nào mà tới với chương trình của Thành Nguyên cũng bắt buộc phải có những cái giấy đó, Nó điều kiện cần mà. để Thành Nguyên biết rằng là khi mà có những cái giấy như vậy đó thì mình làm việc cho nó Chứ thoải bệnh mái. truyền nhiễm mà, bệnh truyền Đúng nhiễm rồi. mà. Hiện tại anh B là đang làm công việc gì, anh cho em hay nào? Dạ thưa anh Nguyên, với chơi với cộng đồng mạng em thì làm công nhân, làm trong công ty á, thì bình quân thu nhập thì một tháng có 7 triệu thôi. Thì hôm dịch tới nay nghỉ rồi mới làm lại mấy hôm. Công việc cụ thể của anh B là công việc gì? Hồi đó làm điện lạnh á, rồi người bạn kế làm chung á bị điện giật chết rồi, giờ chuyển chuyển nghề qua đổi nghề khác, giờ cũng bên như cũng bên tiếp nhận kho hàng ở trong kho kho lạnh á, không có làm chuyên gia sửa điện gia dụng điện lạnh nữa, mà bây giờ tiếp nhận kho hàng cũng như quản lý kho hàng vậy đó. Ví dụ hàng nhập vào thì mình thống kê sổ sách, còn hàng xuất ra thì mình cũng làm với xuất với nhập vậy đó. Em nghĩ là anh Bé cài cái micro vào cái cổ áo cho em nghĩ là nó gọn hơn á. Em vậy là em cũng nghe qua cái công việc của anh rồi. Thì cái tình trạng hôn nhân của anh Bé là như thế nào, anh chia sẻ thêm cho em nữa nào. Dạ thưa anh, với cùng anh chị em trên cộng đồng thì mình cũng có một cái mối tình rồi, mình cũng có một cái duyên rồi, nhưng mà bị gãy gánh á, thành ra bây giờ mình cũng cô đơn. Thì mục tiêu của mình đến đây với anh Nguyên á là tìm một nửa yêu thương. Gãy gánh có nghĩa là anh và chị vợ của anh đã chia tay Đổ vỡ á. đã lâu chưa anh? Năm 2011 Là mình ra tòa rồi ha. ra tòa rồi, hôm nay là cũng cũng và cũng khoảng 10 năm rồi. Thế rồi trong khoảng 10 năm đó thì anh Bê có quen ai đó không? Nói thật với anh chị em trên cộng đồng mạng YouTuber với anh Nguyên đại diện chương trình ở đây, thì đúng ra mình ra ngoài sao mình thấy hẩm hiu quá, quen không được, nói chung là không có được thật lòng. Thì không phải mình đến chương trình mà mình bào chú anh Nguyên, thì mình đến chương trình với anh Nguyên đó, từ xa mình đến đây mình nói cũng câu thật lòng. Mình đến chương trình này có thể hay hơn, có nhiều cái anh chị có thể là người ta gãy đổ như mình, hay hoặc là người ta chưa tìm đến một cái đối tượng. Thì cũng như nhân dịp ở đây thì mình gặp anh Nguyên thì mình cũng xin trải lòng,
nếu mà mình gặp cái cơ duyên như vậy thì cũng tốt thôi. Dạ. Đó là cái thiết tha mong muốn. Dạ. Anh B có mấy người con? Rồi hồi đó về bà xã về sống đâu có 8 9 tháng gì cái bà xã ngoại tình thì thôi mình chấm dứt từ đấy, thì từ đó tới giờ không có con. Dạ. Để từ hồi đó tới giờ là ở vậy luôn đó Nó vậy luôn, không ha. mình cũng có quen đó mà mình thấy có vẻ là mình không nên mà nói ở trên đây, mình thấy có Dạ dạ vẻ dạ. không thật lòng, nói chung Dạ. là cũng hiu quá, hiu quạnh á, Thế thành rồi ra mình không có nghĩ tới những cái cuộc tình. dạ. Thế rồi lý do vì sao mà anh lại đến với chương trình của Thành Nguyên? Thì mình cũng đã nói rồi, thì mình cũng thật lòng mình đến đây với chương trình của anh Thành Nguyên là với mục tiêu là mình muốn tìm một mảnh ghép riêng mình, thì cũng chân thành nhờ anh Nguyên giúp đỡ. Dạ. Nhưng mà anh thấy chương trình của em nó có ý nghĩa ra sao nè? Không mà em thấy chương trình của anh Nguyên gì, em coi nhiều chương trình mà em thấy chương trình của anh Nguyên là nói chung là nó quá thực tế. Thứ nhất là thứ hai là thứ nhất là cái giấy cam kết, thứ hai đó là những cái mối tình mà anh Nguyên, những cái cuộc tình mà anh Nguyên đã tạo trong nhịp cầu nối thì thấy nó rất là tốt đẹp, cho đó mình đặt vào cái niềm tin. Cái khi mà cái bản cam kết này ra đời đó thì em cũng đã suy nghĩ rất là nhiều. Đúng. Em nghĩ rằng là cũng sẽ có những cái ý kiến trái chiều, nhưng mà cái mục đích cuối cùng của em đó là cái sự chân thành khi mà Đúng. đến với chương trình. Đúng đúng. Em muốn các anh, các chị, các cô, các chú ai đến với chương trình của Thành Nguyên ai cũng thật lòng. Đúng đúng. Coi như vậy thì đối phương của mình mới yên tâm. Đúng đúng. Để mà gửi thân gửi phần cho đối phương. Đúng. Chứ nếu như mà lên đây mà thiệt sự mà nó còn xào xạo nữa thì Không mà điều em cũng xin lỗi anh Nguyên về, tại vì đến đây mình cũng xin thật lòng. Tại vì đến đây á, thì mình không dám đùa giỡn với cuộc đời mình, tại vì mình nên tìm một cái yêu thương là sau này gói ghém trong cuộc đời mình, trong một cái hoàn cảnh như là bệnh hoạn, neo đơn hay quạnh hiu sau này á. Nhưng mà nếu mình đùa với cái cuộc tình mình hay là mình trêu chọc hay mình giỡn hết thì có lẽ là mình tự hại mình thôi. Đúng rồi. Cái Chứ được tình yêu thì mà đâu có ai giỡn đùa được. Cái được Giỡn là thì chết luôn á. nó không có, mà Đúng. cái mất thì mình mất rất là Đúng nhiều. đúng rồi. Cơ hội chỉ có một lần thôi, mà mình đánh mất cơ hội, mình không có tìm lấy nó thì không có giá trị như xong luôn. Vâng, thì ngày hôm nay anh B đến với chương trình của Thành Nguyên thì người thân của anh có ai biết và ủng hộ cho anh không? Có bà cụ biết. À, mẹ của anh. Đúng. Rồi khi đi ra đi thì mẹ anh nói sao? Thế thì mẹ cũng ủng hộ, giấy con tìm được một cái mảnh ghép yêu thương thì cho con sống trọn đời cho con vậy. Thì mong muốn của anh B đến với chương trình của Thành Nguyên thì anh mong muốn tìm người phụ nữ như thế nào nào? Dạ thì đúng ra em cũng có coi chương trình anh với anh Tuấn Vĩ nhiều. Chương trình bên anh Vĩ á, thì em có mến một người đó là cô Út ở Mỹ Long á. Cô Út mà trồng sầu riêng á. Anh biết người đó không? Biết luôn ha. Biết. Thì em cũng có mến cổ mà lúc trước anh Vĩ mằng mai cho cái em giàu gà trống gì đó. Cái ông nội này không biết làm sao cũng chứng chứng làm sao giờ kết với bà khem mì ở bên bên America là bên Mỹ á. Rồi giờ cuộc tình đó thấy thấy bà cũng tội nghiệp quá. Thấy chị cũng tội nghiệp thiệt, nhưng mà mình cũng có hy vọng được làm quen hay là một cái trao đổi một cái gì đó, nhưng mà không biết như thế nào với lại người thứ hai là cái người lạ gì đó, người lạ ở Cần Thơ mới mới hôm vừa qua là anh Nguyên có phỏng vấn phải không, nhưng mà em thấy cổ nói chuyện là em cũng rất là cảm mến, tại vì cổ cổ là nhìn cái mặt cũng có phúc hậu, có cái chiều sâu lắng tâm hồn. Anh nói cô tên gì? Tên lại á, À, chị lại năm Lai. sinh năm 79 là 42 43 gì đó. Rồi em nhớ rồi. Nhưng mà rốt cuộc là anh muốn bày tỏ tới ai trước? Cô Út thì gặp trước thì cô Lại gặp sau, thì một trong hai người thì em cũng mong rằng gặp được một người, chứ nếu mà gặp cả hai hết thì không được. Tại vì em nói xin lỗi với anh Nguyên thì trong tình yêu nó có trái ngược trái chiều như vậy nè. Thí dụ như mình yêu thương người ta, mình mến người ta, nhưng chưa có thể là nhưng chưa chắc chắn là người ta sẽ yêu mến mình. Cho nên đó, trong cái cuộc tình là phải để cho nó đến với nhau tốt đẹp hơn, chứ mình không có nên ép người ta thương mình, mà mình cũng không nên ép thương người ta. Tình yêu là phải tự nguyện mới hạnh phúc được. Chứ mà nếu mà cô đi ngoài đường sao tôi thương cô quá, cô thương tôi, thì cái điều đó thì nó khó khăn cho nhau lắm. Chị Út có cái điểm gì đặc biệt mà anh Bê ưng bụng nhất nào? Không, cái chị Út đó thì chỉ đi chùa, thấy chỉ đi cứu trợ cho những người già đó, thì thấy chỉ nhân tâm nhân hậu, mình thích.
với lại cách nói chuyện nó chân chất, nó thật thà. Dạ. Mình thích. Còn em nói xin lỗi anh ấy, ở ngoài xã hội thì em quen nhiều mà em thấy nói chuyện có vẻ nó không có hợp lòng. Thành ra cho nên mình cũng không có nghĩ tới một cái tuyến đường xa hơn. Thì mình đến từ Tiền Giang đến đây thì cũng đường nơi xa xôi ngàn dặm, mình cũng xin nói thật lòng ha. Dạ. Còn chị Lài thì có cái điểm gì mà anh Bé thương? Chị Lài thì đúng ra nói chuyện thì có một cái thật lòng, nói chuyện thấy có vẻ đàng hoàng mà thấy có vẻ là tính cách. Cho đó mình cũng mến ở một cái điểm đó. Dạ. Nhìn gương mặt chị Lài là thấy chân tâm chân hậu chứ. Dạ. Ok anh Bé, thì những cái tâm tư, những tình cảm của anh ngày hôm nay đến với chương trình của Thành Nguyên thì Thành Nguyên nói tóm tắt lại ha. Dạ. Là trước tiên thì anh muốn bày tỏ tới chị Út ở bên kênh của anh Vĩ. Đúng. Dạ. Nếu như là đủ duyên. Còn dạ. Nếu như không đủ duyên thì anh muốn bày tỏ tới cho chị Lài bên kênh của em. Dạ. Dạ. Không biết hai người đó giờ có ai nhảy vô chưa, cũng mình cũng đang suy nghĩ. Dạ. Dạ. Em thì đúng ra cũng là người nông dân. Nhưng em đi trên một con đường đó, em sẽ chọn cái mục tiêu sẽ đến đó. Chứ mà em đi trên con đường mà ví dụ như em chọn người đó mà người đó ôi ông này cù lần quá, thí dụ vậy đi. Thì có vẻ mình hãy quên đi liền á. Dạ. Chứ người ta không mến mình là giờ sao anh Nguyên. Dạ. Cũng căng lắm à nha, cái vụ đó cũng căng lắm à. Dạ. Anh Bé cho em hỏi này. Nếu như mà đủ duyên với chị Út hoặc là chị Lài bên kênh của em. Dạ. Thì không có gì phải bàn không ạ? Dạ đúng. Dạ. Nhưng mà nếu như hai chị mà không có hồi đáp lại cái tình cảm của anh đó. Đúng đúng. Bởi vì là em nói cái điều này là nó có thể xảy ra. Đúng. Hoặc là không. Có xảy ra luôn. Dạ, bởi vì là không phải là ai đến với chương trình của Thành Nguyên kết nối ai cũng đều thành công đâu. Đúng đúng đúng. Dạ, nó còn tùy thuộc vào cái duyên của từng người nữa. Dạ, thì nếu như mà hai cô mà trong đó có một cô nào mà kết nối với anh á. Dạ. Thì không phải bàn cãi nữa phải không ạ? Dạ. Nhưng mà nếu như mà cả hai cô không có hồi đáp lại thì anh có mở lòng với những cô gái khác? Dạ, sau anh này thế nếu mà người ta không đáp lại mình thì mình sẽ có chí hướng về mục tiêu khác. Ừ. Chứ giờ ta không đến với mình thì mình đến với ai vậy? Yeah, không lẽ chờ chết hay sao? Yeah. Vậy ha? Bởi vì mình cũng đang trẻ mà anh. Yeah, đúng. Không trẻ đâu, em nói xin lỗi anh chứ năm nay 40 mấy tuổi rồi. Cuộc đời nó cũng gần xế chiều rồi. Tại vì mình trừ hao tới mình lớn tuổi là nó cũng, con đường nó cũng... Nhưng mà so với những nhân vật mà đến với chương trình của Thành Nguyên thì anh đang còn trẻ chán. Trẻ chán hả? Trẻ chán hả? Đó là một cái cách nói của người miền Trung và ngoài ngoài Bắc đây. Dạ. Bởi vì những nhân vật mà đến với chương trình của Thành Nguyên thì vẫn có những người hơn 80 tuổi. Dạ dạ. 7 mấy hoặc và nhiều nhất là 6 mấy, rất là nhiều. Dạ. 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 Cho nên là em nói với nhưng anh là em anh thấy có 4 mấy câu chương trình em thấy toàn em anh Vĩ đó là rất là nhân tâm, nhân hậu, nhân đức nữa. Ảnh tạo cho gà trống một cái niềm tin để mà đến với cô Út, nhưng mà gà trống chứng. Thằng đó là một cái tội thiệt, em công nhận nó là toàn nghiệp anh Vĩ thiệt. Thôi thì cái đó mình cũng không có bàn nhiều, bởi vì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mình cũng không biết sao. Thì những người phụ nữ sau này nếu như mà muốn kết nối với anh Bé đó thì anh mong muốn cái độ tuổi bao nhiêu đến bao nhiêu và công việc như thế nào, hình thức ra sao? Khoảng độ chừng khoảng nếu độ tuổi thì khoảng chừng 42-43 tới xuống. Chứ già quá rồi em nói xin lỗi anh làm sao xin nở được. Mình cũng còn trẻ, mình cũng phải có một cái nụ con chứ. Đúng không? Có nghĩa là bằng tuổi anh hoặc là ít hơn. Đúng không? Lớn quá thì nó hơi căng. Rồi công việc và hình thức của người đó thì sao, anh có mong nói muốn chung gì? Là người đó thì có một cái tính cách là cũng như cách ăn nói dịu dàng thì mỹ, biết cách đối xử với chồng hoặc là bên chồng. Còn riêng về em cũng phải như vậy, ngược lại cũng phải như vậy. Về cái tính cách của người đó thì anh mong muốn gì không? Tính cách thì em mong rằng là nói thì ngọt ngào dịu dàng, chứ đừng có phai ngang bữa cũ thì hơi căng. Có nghĩa là phải nữ tính xíu ha. Phải thầy mỹ. Dạ dạ. Nếu như sau này mà anh kết nối với được với người phụ nữ mà mình thương đó thì anh sẽ về bên cô đó ở, hay là anh sẽ rước người đó về bên nhà anh? Dạ thưa anh ấy, thì cưới thì mình rước về, còn cái chuyện làm ăn ở nơi nào thuận lợi hoàn cảnh thì mình sẽ hướng chiều sâu tâm hồn về bên đó. Chứ nếu mình về quê mình thì cái hoàn cảnh điều kiện cuộc sống thì nó khó khăn hơn thì không có được.
mà nếu mình ở bên đây điều kiện thuận lợi làm ăn dễ phát triển khá lên thì mình có thể mình sống được, tùy cái đó là nếu tùy là thấy có hoàn cảnh sống ấy. Tùy cơ ứng biến ha. Dạ. Đến đâu tính đến đó đi. Ok. Trong cuộc sống anh B thì anh có những cái đam mê gì đó như là rượu chè cờ bạc điểm hay mạnh điểm là yếu cá hả? độ? Dạ thưa anh, thì mình tới đây thì đúng ra chắc có lẽ là anh cũng phải đến với gia đình em hiểu, thì em thì không có nhậu mà không có ăn chơi, không có cờ bạc, không có tứ đô tường gì hết, em chỉ biết lo làm ăn thôi. Tại vì em thấy hoàn cảnh mình cũng lớn rồi, mình chưa có gia đình, mà nếu mà mình đam mê những cái trò chơi hay là những cái phỉ phui xã hội thì có lẽ là mình tự đốt cuộc đời mình thôi, mình tự hủy diệt thôi, đâu có lợi ích gì đâu anh, em thấy đâu có lợi gì đâu. Đúng rồi. Ví dụ như đại khái giờ em nhậu đi, ở đây em xong ra ngoài em nhậu đi, em về em té xe là em chịu chứ đâu có ai chịu cho em đâu, cha mẹ em cũng không chịu cho em nữa, xui nhiều khi chết luôn không chừng, cũng căng lắm hả anh. Vâng, nói chung là dính vào mấy cái đó thì sau này cuộc sống hôn nhân của mình nó ảnh hưởng kinh khủng lắm Ảnh anh. hưởng dữ dằn luôn á. Thì em cũng hỏi những cái ý như vậy để cho các chị biết, để mà các chị còn biết trước tính cách cũng như là cái cuộc sống của anh nó như thế nào ha anh ha. Vâng, thì những cái tâm tư, những cái tình cảm của anh Đoàn Văn Bê đến từ Châu Thành, Tiền Giang thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận ở đây. Thì sau ngày hôm nay Thành Nguyên sẽ gửi thông điệp này tới cho chị Út bên kênh của anh Tuấn Vĩ. Qua Rồi lại chị Lài. sau đó nếu như mà đó là đủ duyên, còn nếu như không đủ duyên thì Thành Nguyên sẽ gửi cái thông điệp tới cho chị Lài. Mà nếu như chị Lài mà cũng chưa đủ duyên nữa thì các cô nào mà thấy anh Bê mà phù hợp với mình muốn tiến tới thì cứ liên hệ với Thành Nguyên, Thành Nguyên sẽ làm cái nhịp cầu nối. Thì cuối chương trình thì anh B có cái điều gì đó muốn nhắn nhủ tới riêng cho các chị mà anh ngỏ ý cũng như là các cô chú các anh chị đang xem chương trình của Thành Nguyên vài điều. Dạ thì cuối chương trình thì em cũng xin tạm biệt cộng đồng mạng và anh Thành Nguyên đại diện chương trình ở đây. Thì em đến đây là em cũng mong muốn một cái tình duyên tốt đẹp đến với em, chứ em sợ gãy đổ lần nữa quá, sợ dữ lắm anh Nguyên. Vâng. Anh B cho em hỏi chút xíu này, từ cái lúc nãy em phỏng vấn anh nhưng mà em có để ý rằng là cái cặp mắt của anh nhắm cũng hơi nhiều, thì không biết đó có phải là cái thói quen của anh không hay Thói là quen, thói quen quen chứ ha. không phải là bệnh. Ông thầy nhiều khi hồi đó học trong lớp ông cự hoài, làm gì mắt nhắm mắt mà mở ra coi, sao thói quen lâu lâu có bị vậy, lâu lâu bị vậy. Bởi vì là khi mà Thành Nguyên ghi hình của anh thì chắc chắn rằng sẽ có rất là nhiều cô chú sẽ hỏi về cái thói Đó quen là này cái của anh. thói quen tật xấu đó, Thì thành ra là em hỏi như vậy để cho mọi người nhưng mà biết. mình nghĩ cái đó cũng đâu có ảnh hưởng tới ai đâu, Vâng, cái đúng đó rồi. là nó là cũng như là cái bằng cái bẩm sinh của mình, nó không ảnh hưởng tới ai, chứ mình đừng có nói tầm bậy mà ảnh hưởng đó. Đúng rồi, với lại là em phải hỏi như thế để cho mọi người biết được, đừng có đánh giá mình nó sai ha anh ha. Vâng, thì những tâm tư, những tình cảm của anh Đoàn Văn Bê thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận ở đây, và những gì cần nói thì Thành Nguyên cũng đã hỏi và anh cũng đã nói rồi. Thì sau ngày hôm nay thì Thành Nguyên sẽ đăng tải lên, và việc của anh Bê thì có chờ thông Rồi tin thôi. có kết quả thì em cho anh cho qua cái tin nhắn em nha. Vâng, có gì thì em sẽ alo cho anh. Còn bây giờ thì Thành Nguyên cũng xin phép được tạm dừng video tại đây, và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành cho theo cùng Thành Nguyên. Cũng như thường lệ thì quý vị khi xem video đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật rung chuông kế bên để nhận thông báo mới nhất của Thành Nguyên nhé quý vị. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Anh làm ơn dạy em coi, ví dụ nhấn chuông là chương trình cũng như ủng hộ qua cái YouTube cho anh đó, là nhấn Rồi, sao chỉ rồi, có nghĩa là anh tìm cái chữ Thành Nguyên kết nối yêu thương trên YouTube hiểu hiểu ha, là nó sẽ có cái chữ đăng ký màu đỏ phía dưới. Rồi khi mình nhấn vào đăng ký thì nó báo là đã đăng ký, thì nó hiện một cái chuông kế bên. Mình nhấn vào cái chuông đó rồi nó sẽ hiện ra ba chuông, mà mình nhấn cái chuông đen trên cùng đó, cái chân rung rung đó. Như vậy là xong. Dạ anh Nguyên, là ví dụ như mình chương trình mình hoàn thành tốt đẹp là ví dụ như phương tiện điều kiện như xe cộ mình đưa rước đó, rồi mình có chịu phí không hay là sao? Nếu như mà kết nối thành công đó thì phương tiện mà Thành Nguyên có thì Thành Nguyên sẽ hỗ trợ, còn mà không có thì các anh sẽ phải tự túc. Là xe đi chạy tới chạy lui ha. Đúng rồi. Có nghĩa là trong cái khả năng Thành Nguyên làm được cái gì Thành Nguyên sẽ giúp. Mình phải hiểu cái vấn đề đó mình mới Còn nếu được. như mà ngày hôm đó Thành Nguyên mà bận việc hay là không có phương tiện gì đó thì các anh các chị phải Tự tự lo. tự lo. Đúng rồi, đồng ý hỏi rõ vậy. Ok Rồi em đến chương trình đó, giờ em cũng xin tạm biệt chương trình trên cộng đồng mạng và YouTuber và anh Nguyên đại diện ở đây. Thì em đến chương trình em cũng mong rằng mọi sự tốt đẹp với em. Tại vì em từ xa đến đây thì cũng xin nói thật lòng, chứ nói dối là mốt không có được cái gì hết trơn á, mốt là đúng số rồi. không luôn á. Thôi em xin tạm biệt chương trình với anh Rồi Nguyên ok ha. ha.